tâm hồn tôi vậy đâu. Giờ đi ngủ mọi người, đi đón Bình Minh em ơi. Bắt đầu ngày thứ hai ở Phú Quốc nào, tôi lên đây. Giờ đi qua ngủ mấy chị em phụ nữ đi. Đi này nè. Không ngã được đâu. Đi bên đây nó thông qua bên cửa phòng tôi luôn chứ. Hello mẹ chị. Đang trong tim ta như một đốm lửa vàng. Ai cô đứng hình mất 5 giây. Lên đây ơi. Wow. Tôi nghe đâu là muội với lại Lai Lai là không có khóa cửa từ. Sao chuyện hút như thế này? Chết đớt đồ luôn. Chết mẹ. Lỡ. Mà gọi đi bộ bạn này không hề trốn đâu mà sao. Hèn lỡ mà không đổ cái chết mẹ. Không. Hello. Gia chủ cái nhà không? Kiểm tra giấy tờ nè. Mở cửa nha. Đây không sao. Sao cục. Hello. Tôi có ba này. Cái gì? Để tôi đi mở đèn cái. Vậy nào hai chị em nè. Uy tín. Hôm qua kêu là cứ qua gọi, không khóa cửa là không khóa cửa. Hai chị em để ai qua trong đêm vậy? Bây giờ mình vào sợ hết rồi, chúng ta là cười tròn đúng không ạ? Tôi nghĩ vậy chứ. Người tư. Đó, giờ vậy nha. Đây anh em mình cho ta cho hai chị em. Anh Lục đứng đây. Ok, đây anh em mình cho like với lại muội đi sửa soạn đi. Ôi, không khóa cửa luôn chứ. Hello everybody. Cậu bé ơi. Nó không khóa luôn kìa. Cái đây. Ở dưới mà. Bánh mày lấy. Anh làm nhường cho gắt. Cái đi. Ủa má kia 6 giờ qua gọi sao còn nằm nữa. Nắng là không đi hả? À quên, nó kia 8 giờ. Đây, lên em lên tôi lên. Nó kia nó đi ăn buffet à. Trời ơi, hai chị em. Muội nay, nay muội. Bể con mẹ nó kèo. Rồi giờ không bắt máy. Giờ tôi với anh Lục phải lết bộ về nè. Đi bằng cửa khác. Ôi là trời, khóa cửa ngủ tiếp luôn. Giấy mà hẹn 6 giờ qua gọi đi tắm nắng. Ở bên đó gãy hết em ơi. Không ai gãy luôn. Đuối hết thì gãy luôn rồi. Ý, tôi với bạn cái biển. Ồ mà sao nay không có mặt trời ta. Nè, không có mặt trời em à. Này cô em hỡi, có nhớ anh không? Con ông ba hủ tiếu chay. Giờ em đã lớn, có lấy em không? Đéo và đéo. Trời ơi.
qua bên nắng nha anh cho đẹp. Mình 5 phút nữa là ra để mọi người đánh răng cái ra đi luôn nè. Hello à, ông Út. Hôm qua em vừa chèo cho ông Út về, con Thiền hơi bị căng đó. Bây giờ mấy anh em tôi kéo nhau đi ăn buffet xong về tắm biển hoặc là đi cái gì? Kangaroo. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Ơi cái gì á? Safari. Đi rừng thú safari. Mình phải tay tay tí chứ tí. Thật sự nhiều khi anh sợ cô đơn. Đi nào. À đây. Lên sớm vậy bạn. Đi nào cả nhà ơi. Giỡn cho em ngồi đàng hoàng đi té bây giờ. Thử dục. Rồi đi anh đi. Đúng rồi, cái Hà Long. Lên đường. Mát thế nhờ. Ôi, bình thường anh kiếm đang đi vòng không hả? Đi nào, bé Trang ơi, đi bé Trang ơi. Rồi, cảm ơn anh nha. Hôm qua cái piano mà tôi trình diễn cho khách tham quan ở đây nè anh em. Tôi đánh mà hôm qua quản lý cho hỏi là ai đánh vậy, tính hỏi hỏi tôi có công việc chưa, bóp tôi luôn. View hồ luôn kìa. Ôi hồ này ra bơi đã luôn á chứ. Ơi tụi mình đi bộ ra đây bơi dễ mà anh. Tí bơi, tí ra đây bơi đi nè anh em xem nè, hồ đã ghê chưa. Em ăn món này sáng điểm chấm hả? Bên kia có bánh hỏi hương quay rồi, bánh ướt kìa em không ăn rồi. Chẳng, lấy miếng xúc xích nữa nha. Ok. Ờ lấy xúc xích đó. Cái này đi. Cái này là thịt sống khói hay gì anh? Thử cái luôn. Lấy tương nè, ớt nè cho em ăn. Rồi. Ui. Được thêm đi chữ á. Dạ. Thêm cái này nữa. Cái gia vị nè. Này thịt luộc đúng không? Đúng rồi. Mấy miếng? Hai miếng đi. Ba tê không? Anh để gọn qua cái này nè. Ba tê không? Anh ăn ba tê không? Anh ăn cái gì vậy? Anh chưa biết nữa, để anh đi lượm. Ừ, miếng cũng được. Với lại tương. Đây đây, anh lấy bánh mì cho em. Ok. Bánh mì có bị giả chứ. Có bị giả nè. Quá hợp lý luôn. Ok, cảm ơn nha. Đây. Ông xã, giờ ông xã ăn cái gì? Giờ anh đi ra tham khảo coi có món nào ngon ngon anh ạ. Ok. Với lại hai đứa mỗi đứa ăn món nó đỡ ngán. Xô bắp, món này là món xô bắp. Anh dở lên đi, anh dở lên. Để xem ngon không? Ngon, sáng ăn xô rồi nó khô lắm. Ngon, không ăn được. Cái này là đùi gà sốt nấm. Là gì à? Thịt bò hầm hả? Ờ, anh khoan bỏ. Để tí anh coi anh lấy. Còn đây là cơm chiên dưa bò. Cái món này như đã anh ăn là ở ngoài Hà Nội. Nhìn ngon quá
này cơm trắng. Bình thường hồi cái thời sinh viên cấp 3 của anh là ăn cơm trắng nước tương không ạ? Ờ, nhìn cơm nhạt giống anh vậy á. Bên này có bánh nướng nữa nè. Bánh nướng rồi. Bánh cuốn ngon quá. Thì á. Anh lột lấy gì anh lột? Thì nhân quay. Bánh bánh nướng theo quay hả anh? Nhìn theo quay nhìn đã trời. Mà thì ở đây ngon quá, cái gì cũng ngon. Đúng rồi anh. Cái gì cũng ngon chắc là ăn mỗi thứ một ít quá. Ăn đi. Cái là gì? Cà chua bỏ lò phô mai. Trời ơi. Lấy nhớ đi. Em không? Không, cái đó mày. Anh tao ăn cái gì ngon vậy? Cháo à? Vừa bãi nữa anh mà. Ủa? Ăn gì à, bạn ăn gì à? Ôi. Mọi người ơi, mọi người ăn ngon miệng nha. Mọi ăn ngon miệng nha. Mọi người ăn ngon miệng nha. Đúng rồi. Ngày lia mà. Anh là phải xem miệng nữa hả? Anh phải xem miệng. Ngon. Mấy anh em tôi giận xong rồi. Đi dạo biển tí chở tiêu rồi đi tắm là đẹp. Tắm đi mà. Phải tiêu đã, tiêu một tí đã. Biển này đẹp ghê á. Không có tí nóng luôn á. Đi ra mọi người. Ra cái biển rồi cho mát. Gì vậy? Làm dễ thương đấy à. Chị tử ra, chị tử phía trước rồi. Chị ở đây rồi. Tại trên sợi chim á, anh em thấy kiểu như cái miệng liếu lo la 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 vậy á. Chứ ở ngoài anh em, tìm hướng, không có nói hết. Không có nói gì hết á. Kiểu như rán á, ở ngoài rán. Tìm hướng, tìm mơ cầm á. Chú con điếu mẹ đó chứ. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. À, trời. Không gì? Không mặc gì đâu hả? Bro. Theo. Dậy. Trời nắng ở đây đẹp quá anh. Anh ơi, con nhỏ nào đẹp quá kìa. Con nhỏ nào đẹp quá kìa, lại lên nó mặc đồ tắm luôn kìa. Lên. Đi đâu?
giờ không biết, nó ngủ hồi vừa mới ngủ dậy. Phê quá. Ở đây nhạc độ quá, đếm quăng luôn chứ. Tượng chó kêu là anh không phải là chó đâu. Đây là cái nơi mà mình và người cũng từng về, nhưng mà đừng có đứa xem gần như vậy, thì con gái người ta không thích như vậy á, tại vì á nhìn gần nó sẽ khó quên. Sau này bạn mà sao lộn á là tôi với anh kế Tiên Bảo nhốt bạn vô đây nè. Sao mà lăn chì nó. Sau này bạn mà sao lộn á là tôi với anh kế Tiên Bảo nhốt bạn vô đây nè. Cụ này không trả anh, không phải là người đi ra đây với anh. Anh trai, để mượn cái kiếm em chém luôn tôi lên. Đây làm cái gì vậy? Nặng quá, anh tính bờ là bờ. Lấy này anh chọc nó chém tôi lên luôn. Lấy này chọc nó lỏng. Thôi vô đánh ổng đi anh, quốc ổng đi anh. Em không biết điệp vụ Kim Man không? Dạ, gửi một lần, để mất công gửi 20 lần. Trời ơi rồi đi ra nữa đó ba. Đến đi ra rồi nè. Tôi sẽ giới thiệu với anh em nền văn hóa của người Tây Cồn. Có rất là nhiều hình thù, chim chóc, mèo, mặt quỷ, chó. Có đường ra không vậy? Có đường ra theo tôi. Đây là một nền văn hóa rất là đáng phải gọi là học được. Còn cái này lấy gì anh? Đây là cách họ gọi là làm mồi lửa. Ai không biết mồi lửa cha? Hả? Vậy biết rồi thôi. Đây là nơi mà họ gọi là tránh mưa tránh gió. Đây là cái lều của người da đỏ. Đây họ gọi là làm nghề gọi là phơi vải đồ để cắt ra, họ làm da để mà có đồ mà mặc. Đây
khi mà người da đỏ họ tiếp xúc với nền văn minh của người châu Âu tới, đứa trẻ này sẽ là một vị trưởng làng trong tương lai. Còn đây là ai anh? Bọn đây là đang quỳ làm gì? Ở đây hả? Hình như họ đang gọi là giặt đồ đúng không ta? Không phải. Chắc má không thầy. Tình anh em. Tình anh em. Rồi xong rồi đấy, xong rồi đó. Đây là cái lịch sử gọi là hành hình thành lên cái hang động, thì đầu tiên là anh Ba khóc xong anh Ba không bắt tay vô đây nữa. Vậy khi biết đây là ông ta đang tham quan cái hang nhất kia, rồi phát hiện ra tổ tiên của này là con gà ba lông. Tổ tiên cái hang này là gà ba lông anh em ạ. Phát hiện ra đây hang này, hang rất là rộng nha anh em nha, rất là rộng đến nhiều chỗ nha. Đó, bởi là ở đây trước rất là nhiều rồi anh em, SE chuột gà. Tôi giờ ở trước, anh đang chờ ở trước nha. Tôi cảm nhận được này, một nền văn hóa này rất là tiến bộ luôn, qua từng trận qua từng trận. Anh em của tôi ở trước nha, có gì anh em đem vào hang thì một tôi nha. Hai à? Anh em mình xuống đây là xuống thủy cung. Chúng ta sẽ đi gặp là những chú cá. Đi gặp nữa cậu, thấy nào? À, vô giải cứu tiểu long nữ nè Tâm mày ơi. This way, follow me. Ok. Let move it. Let move it. Đây có con cá nè. Cá này sao mà xanh thế? Ôi ôi ôi, dễ thương vậy. Ai à, ai à. Ủa nó chạy lên luôn rồi. Ông nhìn cưng quá ha. Nè tôi cũng thấy ở đây có một con chim cánh cụt nó lọt ra bên ngoài nè. Ơi, bạn có phải là đồng loại của con chim cánh cụt không? Tư, nó lọt ra ba con nè Tư. Nãy giờ mỗi làm kiểu chim cánh cụt kiểu dễ thương mà. Đó mỗi, làm một lần nữa mỗi. Em làm chim cánh cụt em. Còn có số nhà này kia. Mày nó hơi dơ. Ôi, con chim cánh cụt nó sót ra nè, mà nó hơi dơ. Nó có nào? Chim cánh cụt nam cụt, Gento penguin. Chim cánh cụt nam cực, Gento sống ở trên đảo Peninsula. Cùng một số đảo phụ ở nam cực với tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm. Ôi. Đây là chỗ bơi lội của các chú cá đây anh em. Bạn ơi. Alo. Ôi lạnh ghê đó chứ. Đi ra chui rồi. Hồi nãy có con kia nó bơi nặng luôn anh. Thôi đi, tiếp theo đi. Ây cha. Sao nó to dữ vậy ta? Mấy cá nhỏ này chắc là mồi ăn quá. Con này bị được. Sao bị khác màu ta? Một nghìn câu hỏi vì sao? Thank you.
Ghê vậy. Cát ôi. Nhìn đẹp ha. Có hát rồi. Có cái hát này. Anh mốt có tiền chơi cái hồi hy sinh giống vậy rồi. Cái này nó còn sống mà. Mà cái đuôi nó nằm ở bên kia kìa, thấy không? Như tượng luôn á. Ờ, cái đuôi nó kìa. Sáng thôi. Thở là kìa tem. Rồi con cá tem là cá gì, cá tải tượng hả? Chắc cái cá hô á. Đó. Đó. Cái chân nè. Đẹp quá vậy. Nó đi kiếm người yêu kìa. Ghê vậy. Sao mà nó làm như bức tượng luôn ha. Hồi nãy là tưởng nó bức tượng không chứ. À bức chim một con nữa kìa. Chứ không phải cái đuôi, bức chim con nữa kìa. Cái đầu nó nhô ra kìa. Quá trời bên này luôn. Dài kìa không. Sao bên này nằm im vậy. Cái dừa nó ngủ. Cá mập bên này nè, đây là cá mập trắng nè. Đây à, mấy con này là trong phim cá mập ăn thịt người nè. Mà nó hơi nhỏ. Ghê, nhiều phim luôn hả? Con thở liền, tụ mà nó ra ngoài này nó chết mình liền. Đúng rồi, chiên xù liền đó chứ. Con này bự nhất hả? Không quên. Sao không bạn, đưa ngón tay nó dứt luôn á. Nó no chứ. Nó ăn bạn luôn, giờ bạn khỏi là nó ăn bạn luôn á. Ui. Nhìn dưới này thấy mát liền luôn á. Ây da, cá đuối kìa. Ơ, nó thở dưới mang à, dưới bụng à. Chụp đi em. Chụp cho anh Tư kiểu nha. 1 2 3, đổi kiểu đi. Một, hai, ba. Kiểu khác nữa đi. Dưới lòng bùn có một thằng khổ vậy em. Rèn cá heo. Kiếm hai cậu cho tôi lên về gia đình đi. Tôi hỏi anh em có ai chịu đi bổ tôi không? Đã đi giả ngoại mà mọi người phụ thuộc vô công nghệ quá. Lúc nào cũng đòi đi xe này nọ. Đi bộ vừa khỏe vừa vui. Dạ tôi hỏi lại lần nữa, có ai đi bổ tôi không? Sau khi quyết định thì mấy anh em tôi cùng ngồi xe đi về luôn. Mọi người ơi! Say oh yeah! Say oh yeah! Oh yeah! Oh
giỡn. Tôi đi ngược, tôi quay cho anh em chóng mặt luôn. Chóng mặt chưa? Bye bye chị. Chóng mặt chưa? Chóng mặt chưa anh? Bê quá. Chóng mặt chưa Tư? Tư lên xỉu rồi. Đi đi nó chấn động luôn rồi. Chóng mặt quá. Dạ, tôi nói với anh em quay quay con chắc. Nghĩ, tụi tôi đi chơi. Không giỡn á, bây giờ mấy anh em tôi là chốt phát là đi về ăn uống tắm rửa tắm biển luôn. Quay quay con chắc nghỉ. Nghỉ con ơi. Đi chơi bỏ điện thoại xuống nha. Dạ, kế đó giờ kế. Chửi chết. Cô Edith nhớ cắt khúc này cho anh nha, chết anh nữa. Anh em biết câu không? Người thành công có lối đi riêng. Tôi sẽ đi lối khác. Từng ngày từng giờ dần dần trôi, con tim anh vẫn nhớ mong hòa. Nhớ người làm con tim anh phải mong chờ, chính là em người mà anh luôn luôn nhớ. Nhớ nụ cười ánh mắt và đôi môi son đầy nắng này ta. Mày chính là của mình tôi luôn chứ. Khu này giống bỏ hoang vậy. Quả đang đi mà gặp con zombie nào nó chạy ra là chết mẹ luôn. Ai da, bắt kịp rồi. Tôi bắt kịp mọi người rồi. Bây giờ mỗi người hết hết hồn mày ơi, hết hồn bị hai lần rồi. Anh chậm chó liền. Hết thao tác ghê chưa? Nhân chó vậy. Anh Lục rủ tôi nhậu xong giờ Lục vậy nè anh em. Mới có vài lon bết nhè. Làm mí vô cho tỉnh anh ơi. Làm mí vô cho tỉnh. Vậy nên nắng tiên nắng kiếm ngành này. Hai tôi tỉnh rồi. Hôm nay nghỉ ba hết đi. Nghỉ ba. Hôm nay là nghỉ ba giờ chắc qua ngày thứ tư thì còn nguyên ngày hôm nay nguyên buổi sáng ngày mai nữa. Mà thấy thôi đuổi quá tôi bỏ ngày qua nhận qua luôn. Đi xong cái quả safari, cái đó là gì? Wonderland. Wonderland đi xong chuyến nói về là gục luôn rồi, hết quay nổi. Đánh nhau thì quay được. Thôi đúng rõ đi. Ghê, nhảy về trên làm cách nè, vô nè, 1, 2, 3, go. Spider-Man của mày, phong lạc đến trên tay, áo em không chỉ tay. Ừ, nhìn tới tiếu đi. Thì bây giờ đi nhận phòng thôi. Phòng chúng tôi là phòng 316. Chúng tôi là ai? Anh Hương. Chúng tôi là ai? Tôi Johnny, cậu bé Tư Cú và bé Nai Nai. Cùng với đó là cô Chú Chen. Chúng ta sẽ tá túc nốt ngày hôm nay. Có chỗ đấy là hút thuốc chiêu chiêu nữa kìa. Để tập hút thuốc. Đó, đầu mới giờ hôm qua mày hút như vậy. Làm tao không thấy nè. Ghê vậy. Vô nào. Anh ơi. Ơi. À.
dựa nằm lên cái này nó đãi cái lưng quá. Đây, để anh dẫn em đi xung quanh tham quan cái phòng. Phòng ngủ, đây là giường ngủ. Ra đối diện là ngay cái cửa luôn nè, cửa ra vô nè. Đây là bàn ngồi ăn uống ha. Trong này cũng rộng giống như bên kia ha, cũng rộng. Cái này là gì? Nhà vệ sinh. Cửa sổ sân giường là nhìn qua nhà bé Lai đối diện. Phòng bé Lai đối diện của tôi. Bàn tắm đẹp không? Thôi, đủ cái mặt hai cái luôn. Anh với em sáng là người đứng một bên. Đây, bồn tắm rồi là lộ thiên. Ai mà đứng ở bên ngoài quá, cái cảm giác mà đang tắm có ai đứng bên ngoài nhìn chắc chết quá. Vậy sao? Thấy hết cái tươi xeo. Đây là nhìn ra bên ngoài, còn đây phòng tắm nè em. Phòng tắm đứng nè. Cái đó là cái bồn, còn đây là phòng tắm đứng. Đây có cái cửa nè. Chỉ là cái kiến hả? Cửa đâu ra? Nhìn là ok chứ ha. Đó, là hai bên cửa thông qua luôn. Bên này với bên kia luôn. Đây là nước. Trời ơi, không có gì mà bạo lực dữ vậy trời. Nước, rượu, còn cái này là cái gì? Máy gì đây ta? Dạ, uống nổi. Đập báo thức hả? Cái này là cái đồng hồ nè. Sao uống vậy? Còn này là uống lạnh. Bên này là gì ta? Bên này chỗ nó uống nước. Rồi, vậy là cái phòng có phòng gì đây nhỏ ha? Nhưng mà nhìn nó không đẹp ha. Nhìn nó xa, nói chung là nó mát. Xung quanh này là cây cối, cây đồ. Ok. Cái quan trọng là khúc này nè. Bảo, bao giờ nằm nghỉ xíu đi và lát nữa tập trung mọi người đi ăn uống rồi đi chơi. Bye bye. Bye anh em, lát nữa tôi quay cho anh em nốt ngày hôm nay nha. Bây giờ đi đâu? Phải nói. Giờ đi ghé gọi là cái vùng biển xoài xoài mu, xoài bay, mango bay. Đi nào. Ghê ra, đây tao đi ăn bún gà. Cái đầu tao đợi làm lễ nè. Cái đầu tao làm lễ nè, đây tao đi. Tao chạm hết cái đầu gối tới đâu quá. Lộng cái khớp gối. Lộng. Lộng cái khớp. On the rock restaurant massage recaptain và hướng bên này là on the sand restaurant. Trời đọc cái gì trời? Tiếng Anh á. Nghĩa là bên này là ba dịch vụ, bên này là chỉ có một dịch vụ nè, thôi. Nè nè nè. Follow me. Lấy cái điện thoại nghe nắp cái. Come on, come on. Lấy cái điện thoại nghe nắp cái. Follow me. Excuse me. Follow. Vlogger của tôi đi trước rồi nên tôi quay lỡ đi, có vlogger này đi. Trời ơi, như bị tật vậy má. Tôi muốn nằm. Tôi muốn ở Sài Gòn. Tôi muốn đục phim cho anh em xem. Vậy tối nay cũng sao, sáng đi cũng xa. Nhìn mát mát ha. Mấy cái nhà này tối. Ban ngày đẹp chứ ban đẹp. Ban đó không có đẹp đâu nha. Hả? Mát thiệt, ăn vào đây đẹp thiệt chứ. Em hả? Lát nữa anh sẽ đem cái tô cơm ra đây ngồi ăn, nghe sóng biển cho rõ. Uống cái tưởng này lát bên chè không chứ. Ai ngờ đang đang ngủ phú. Giường mát ghê. Cái đầu dài lắm chùa. Dài lắm xoài.
2 hours later. Bây giờ cũng ăn xong rồi em ơi, ghê quá. Cái đồ ăn ngon. Ngon hả? Tự nhiên nổi hứng muốn làm thơ. Ba vị cô nương 6 cái dúng. Xàm. Nò quá. Cái này còn vậy là ok. Uống nó mát. Mẹ mẹ. Nghe mùi sữa đặc. Mình hổng quá vậy. Ngon không? Tây đặng hút nốt. Tây đặng vừa sáng. Qua là gì ạ? Đây là xin cái gì? Vừa thốt nốt. Vừa dầm cái đúng sáp dầm vừa sáp dầm thốt nốt không của mình là sinh tố mà vừa sáp dầm thốt nốt. Em thử đi. Cái này của ai nè? Sáp dầm thốt nốt của em. Đây 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 đây. Mà nó mới mang vừa non thì vừa sáp. Béo quá. Ngon hả? Béo lắm luôn quá. Có hai có mấy loại luôn á. Ngon không? Hai la đi ngắn gì hả? Hai la vừa sáp dầm. Trời nó ngon lắm. Cái kéo vậy như nó lá hả? Ờ ờ. Bây giờ chúng tôi sẽ đi xe túc túc tham quan một vòng gọi là chợ đêm. Mi nắng son à, mi nắng nen, mi nắng nen à, mi nắng son. Lắc quá em ơi. Tới Sài Gòn luôn chứ. Ngủ miếng nữa nha. Nhớ anh em viewer quá à. Đang mau nôn tới Sài Gòn.
thôi đừng dọc nữa ba. Ngu. Ngu quá à. Nhìn đã vậy. Công thức của bé này, công thức của em là gì lại? Công thức của em là chị Mi Chu làm cho mọi người. Trời ơi. Ăn nha. Ừ là nhắm rồi. Phải bỏ này vô rồi. Công thức của riêng tôi đó anh em, mốt tôi bán lại quán này nếu mà họ cần. Thử nha, thử nha. Khác biệt liền. Quá ngon. 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 Ngon như nhà làm. Để đây nhà làm mà. Ăn nha. Lo anh em, đã đến lúc chúng tôi chia tay Phú Quốc. Thì sau chuyến đi này thì tụi tôi quyết định là 2 đến 3 tháng tụi tôi sẽ đi cho một lần. Cho nên hẹn gặp anh em ở đây. 2 3 tháng đâu vậy? Tụi tôi tính là cứ tuần tụi tôi đi chuyến. Một chuyến 5 ngày đủ mà. Là quá. Phê quá anh em ơi. Hẹn gặp anh em ở Sài Gòn nha. Chào anh em. Tâm mê. Bye anh em, bye anh em. Về Sài Gòn thôi.